chuyện tốt đẹp nhất đêm nay. Chúng ta tay trong tay, cùng trốn khỏi tầm mắt của mọi người. Dạ dày của em không tốt, đừng tham uống rượu. Rất kỳ cục sao? Quả thật anh có vẻ không thuộc về nơi này, chẳng qua là được trưởng bối mời đến. Đứng lâu như vậy mệt mỏi sao? Hay là đi đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát? Sao vậy? Em muốn nói gì sao? Cảm giác rất tươi mát. Anh rất thích. Em muốn nhảy một điệu sao? Đi theo anh.
Nơi này không có ai, em có thể cởi giày cao gót ra rồi. Ánh trăng đẹp như vậy, bộ váy cũng đẹp như vậy. Nếu không khiêu vũ, chẳng phải rất phí phạm sao? Đeo cà vạt, đeo mặt nạ, cảm thấy đến hô hấp cũng khó khăn. Cuối cùng cũng cười. Mỗi lần em cười giả, độ cong của khóe miệng giống nhau như đúc. Nếu như cảm thấy phiền, độ cong nụ cười giả của em thậm chí sẽ tăng thêm vài độ. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của em trong đêm nay. Thà em nói anh biết xem tướng còn hơn. Được rồi, tóm lại, ở trước mặt anh, em hoàn toàn có thể là chính mình. Cô gái đi chân trần này, tôi có thể mời em nhảy một điệu sao? Vốn cho rằng đây chỉ là một buổi tiệc nhàm chán, giống như nhiều năm trước trong quá khứ. Tất cả mọi người đều là nể mặt của viện trưởng quan, cùng tôi hàn huyên mấy câu không có ý nghĩa. Không ngờ tôi sẽ gặp được cô ấy. Đây là điều tuyệt vời nhất trong đêm nay. Chúng tôi nắm tay, cùng nhau thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khu vườn bí mật không có ai làm phiền, cô ấy rốt cuộc cũng cởi đôi giày cao gót ra, tháo xuống sự đề phòng kia ở trước mặt tôi. Cô ấy nở nụ cười đầu tiên trong tối hôm nay, cùng tôi nhảy điệu khiêu vũ đầu tiên trong tối nay. Mùi thơm của vườn hoa, hương vị của bánh ngàn lớp matcha, còn có ánh mắt của cô ấy, đều khiến tôi say mê. Vào lúc này, thời gian dường như ngừng lại. Không biết lúc nào âm nhạc sẽ dừng lại. Tôi chỉ biết tôi không muốn điều nhảy này kết thúc quá sớm.